Bây giờ kế tiếp là chúng ta sẽ ráp vô trở lại. Cái nào tháo ra sau cùng thì cái đó ráp vô trước. Tức là stator nãy tôi tháo ra sau cùng, bây giờ tôi ráp stator vô lại. Đây. Và phần stator đã được ráp vô. Rồi. Bây giờ kế tiếp là chúng ta ráp phần cơ. Chúng ta sẽ đưa hai cái dòng bi đũa vào ngay chỗ cái lỗ của cái hộp chứa bên răng trước. Đây là lông đờn để giảm bớt lực ma sát. Sau đó đặt vào. Khi mình đưa cái phần bánh xe lật tam vào, mình phải quay thử coi nó có di chuyển dễ dàng hay không. Đây các bạn thấy, quay quá dễ dàng. Như vậy là đã vào đúng vị trí của nó. Kế tiếp là mình sẽ ráp piston như thế này. Rồi, như các bạn mình thấy đã ráp tay dên của piston vào được cái bánh xe lật tam. Kế tiếp là chúng ta sẽ ráp cái xi lên. Đây là cái trục mà người ta còn gọi là cái xi lên. Thì lúc đó mình đưa cái thanh đập vô như thế này. Nhớ chúi cái đầu nhỏ vô trước. Đấy. Thì mình thấy là nó sẽ đưa cái thanh đập ra phía trước. Và chúng ta sẽ đưa cái này vào cái hộp giữ bánh răng. Lúc đó cái tay bên đây chúng ta phải di chuyển cái tay dên nhằm mục đích để đưa bít tông ly lọt vào cái phần cylinder, tức là cái trục như thế này. Đã lọt vào rồi đó. Coi như là phần này tới đây là mình đã ráp được cái hệ thống cơ và bít tông vào trong cái hộp giữ bên răng. Kế tiếp mình sẽ ráp cái dòng đệm này vô cái hộp bánh răng trước như thế này. Sau đó đậy nắp lại như thế này. Và chúng ta sẽ siết bốn ốc. Rồi bây giờ kế tiếp tôi sẽ siết bốn ốc này lại. Để tôi đậy nắp là trong quá trình dạy thì bánh răng nó không có bị nhảy ra. Cái điều quan trọng là sau khi mình siết bốn ốc tán này á, khi mà vô sát rồi mình phải siết cho thật chặt, để không khéo thì nó sẽ trong quá trình nó đập á, nó sẽ đẩy văng cái nắp này lên. Tức là lúc đó bánh răng là tâm sẽ lọt ra ngoài, sẽ gãy tay dên. Đây bây giờ tôi siết chặt lại. Như vậy là mình đã siết xong bốn ốc để giữ chặt cái nắp đậy bánh xe lật tâm. Sau đó thì mình đặt cái phần hộp giữ bánh răng vào trong cái vỏ máy như thế này. Bây giờ mình sẽ siết bốn ốc tán lại. Bốn ốc tán này cần phải siết cho thật chặt.
Kế tiếp là khi ráp cái hộp nhựa này vào thì chúng ta nhớ đừng quên cái dòng đệm bằng nỉ này. Đã cho trước như thế này. Sau đó mình sẽ đưa cái hộp nhựa vô như thế này. Và kế tiếp, đây là đĩa điều khiển để giữ cho cái thanh đập đi thẳng đến mũi đục. Và kế tiếp là chúng ta sẽ ráp thanh đập, mình đặt vô như thế này. Rồi, sau đó mình đặt vào đây. Đấy. Và kế tiếp là chúng ta sẽ dùng 4 ốc tán lớn để siết giữ cái trục giữ mũi khoan lại. Cái điều quan trọng nhất là 4 ốc còn lại này cũng phải ráp cho thật chặt. Ở đây chúng ta sẽ siết ốc vô, một tay vịn đây, một tay vịn ngay chỗ này và mình nén xuống, nhớ siết chéo góc. Như vậy thì mình đã ráp cái phần trục mũi khoan đã dính vào cái hộp giữ bánh răng. Bây giờ kế tiếp là chúng ta sẽ ráp cái cụm mũi vào, sau đó mình sẽ đưa rô to vô sau. Bây giờ các bạn mình nhìn kỹ, mình phải xây cho nó có cái lỗ đúng của nó. Đây, mình gắn thế này, sau đó gắn lò xo. Và kế tiếp là cái nắp giữ hai chốt. Mình nhớ là để cái chỗ này ngay cái rãnh của cái trục. Lúc đó ta sẽ kéo xuống và sẽ gài cái chốt vô như thế này. Một. Kế tiếp là cái chốt còn lại. Và đến cái dòng thép, dòng cao su dày để đệm cho êm mái. Đĩa trắng. Và cuối cùng là phe hình chữ C. Và đây là cái cuối cùng. Như vậy thì sau khi vô xong, chúng ta phải thử coi có gắn mũi khoan, mũi đục được hay không. Nếu được, mình dở mũi lên là cái máy sẽ dính theo cái mũi. Như vậy là chính xác. Đó là cái phần cơ đã được ráp vào máy. Bây giờ kế tiếp là chúng ta sẽ ráp cái phần còn lại là cái bệ thang như thế này. Trước khi ráp bệ thang, mình nhớ đây có cái bát để giữ cho stator đứng vững. Một cách. Đấy.
Và kế tiếp là ráp cái phần bệ thang. Kế tiếp là chúng ta sẽ ráp rotor. Khi ráp rotor mình phải xoay cánh quạt để coi cái rotor này nó xoay có nhẹ hay không. Đấy các bạn mình thấy tôi quay chiều nào nó cũng quay rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ phần kế là chúng ta sẽ ráp cái bệ thang. Đây là cái bệ thang. Như nãy tôi có nói là mình nên quan sát ngay cái rãnh của bệ thang, nếu có lọt ba dớ của bê tông vô, cái này làm cho kẹt thang đánh lửa rotor. Mình phải làm vệ sinh cho thật sạch. Đấy. Nhớ là mình giữ cái lò xo, sau đó mình đưa cái bệ thang vào. Khi đưa bệ thang vào rồi thì lúc đó ta sẽ dùng ốc để siết chặt cái bệ thang lại. Và đến đây thì chúng ta sẽ gắn cái chỗ thang vô. Nhớ là mình sẽ nại cái lò xo lên như thế này, gắn chỗ thang vô. Ở đây mình thấy khi gắn mà chỗ thang vô, mình để cái phần dây của chỗ thang nằm về cái hướng mà gần với cái chấu ghim. Để chi? Để trong quá trình hoạt động khi mà thang mòn thì cái dây này nó không có bị cản trở. Như thế này. Xuống từ từ. Rồi mình sẽ đưa vào cái chấu ghim của nó. Là bằng cách mình sử dụng kẹo mũi nhọn để đẩy vào. Xong. Và đây là cái đầu ghim của stator, cũng sẽ được ghim vào. Rồi, như vậy là chúng ta đã gài được một bên. Bên còn lại tiếp tục. Giờ cái phần này mình sẽ kéo cái handle lên chút xíu. Đấy, như thế này. Mình kéo cái handle ra chút xíu vậy. Và bên đây cũng vậy. Thì lúc đó mình mới đẩy được cái rotor vô. Rồi, sau khi đẩy rotor xong thì chúng ta sẽ thay chỗ thang vào. Và khi mà chỗ thang vào xong thì mình phải siết ốc để giữ cái bệ thang lại. Sau đó mình sẽ gắn dây ghim của chỗ thang vào ngay cái chấu của cái bệ thang. Sau đó thì một ốc còn lại siết chặt để giữ bệ thang. Tiếp tục là sẽ gắn
chỗ thang vào cái đầu ghim ở chỗ bệ thang. Kế tiếp là dây stator. Sau đó mình phải sắp xếp dây để cho đừng có bị sượng, đừng có bị cấn dây như thế này. Kế tiếp là chúng ta sẽ đậy cái nắp để giữ cái đuôi của rotor. Đây là cái điều quan trọng. Cái nắp này ở đây có cái gờ. Cái gờ này sẽ ăn với ngay chỗ bạc đạn của rotor có cái rãnh. Đây là bạc đạn rotor có cái rãnh ngay chỗ này. Thì khi ráp vô, cái gờ của nắp phải ăn vô ngay cái rãnh của bạc đạn để nó kèm bạc đạn giữ lại, không cho bị tuột. Bây giờ mình xoay qua thế này. Đấy, mình đã vô cái gờ đã ăn vào cái rãnh của bạc đạn. Sau đó thì mình sẽ xiết bốn ốc của, đó là ốc đầu ba ke. Và dùng vít ba ke. Nhớ là mình sẽ xiết chéo góc. Sau khi đã xiết cái nắp đậy xong thì phần còn lại là ốc tán của ốc hình lục giác để kèm cái đạn của rotor lại như thế này. Rồi, như vậy là cái phần này đã ráp xong. Kế tiếp là chúng ta đưa công tắc và cái mạch ổn tốc vào. Đây là công tắc. Bên tay trái tôi là mạch ổn tốc. Thì mình sẽ ráp vô như thế này. Đấy, là xong. Bây giờ mình sẽ xiết cái co dê, tức là chỗ cái phần giữ dây điện để kẹp dây lại. Chỗ này xiết càng chặt càng tốt. Rồi, giờ cái phần còn lại là ta đưa hai sợi dây này, hai đầu ghim này để gắn vào cái mạch ổn tốc. Một sợ và sợ cuối cùng ở đây. Thì đây là cái máy hoạt động với một cái sự điều khiển của mạch ổn tốc, cho nên lúc máy vận hành thì lúc đó mình sẽ nghe cái tiếng hoạt động của máy đi từ chậm đến nhanh. Và ở đây có cái mạch để điều chỉnh. Mình mở ngoặc thêm chỗ này, nếu mạch ổn tốc bị hư, nó có hai trường hợp hư. Một là chạm, hai là đứt. Nếu trường hợp chạm có nghĩa là không điều chỉnh tốc độ được. Còn trường hợp đứt là kể như máy không hoạt động. Trong trường hợp bị chạm, mình cần phải thay mạch ổn tốc. Bởi vì nếu không có mạch ổn tốc, máy sẽ đập trong khoảng thời gian khoảng chừng một vài phút thôi, là sau đó mình vẫn nghe tiếng đập nhưng cái hiệu quả nó không có cao. Lúc đó mình cần phải thay mạch ổn tốc. Rồi, như vậy là cái phần này đã được ráp vô xong. Bây giờ ta sẽ ráp cái nắp đậy vào cái máy. Ở đây là cũng xiết 6 ốc. Hai ốc răng nhuyễn nằm phía trên. 1. Giờ bên đây nữa 2. Còn những ốc răng thưa thì nằm ở đây.
và mình sẽ sử dụng tu vít đầu dẹp để siết vào. Đấy, sau khi sáo ốc xong, mình cần phải thử công tắc lại như thế này. Kéo xuống là coi công tắc nó có tác động hay không. Mình nghe tiếng kêu đó là công tắc đang đóng mở đó. Và phần cuối cùng là ráp cái nắp đậy công tắc này lại. Mình quan sát kỹ, nắp đậy công tắc có hai cái chốt ngay chỗ này. Và một cái dòng bi ở đây. Thì khi ráp cái này, mình phải chúi hai cái đầu chốt này vô trước, rồi sau đó dùng lực đè nắp công tắc như thế này. Sau đó dùng lực đẩy nắp công tắc như thế này. Sau khi đẩy vô xong, ta thử công tắc coi có hoạt động được hay không. Đấy, mình kéo qua là nghe tiếng kêu của công tắc trả trở lại. Như vậy thì cái nắp công tắc đã được kẹp chặt với cái phần phía sau của cái máy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ ráp cái tay cầm. Đấy, mình có thể thay đổi cái tay cầm, mình dở ra vậy một xíu là mình di chuyển được. Đó, nếu mình muốn cho kéo tay cầm xuống thì mình nhả con cái núm nhựa cho này nhẹ chút xíu, rồi sau đó mình siết lại là lúc đó tay cầm ở tư thế đã được khép lại như thế này, để sẵn sàng đưa vào cái hộp máy. Như vậy là tôi đã trình bày cái kỹ thuật lắp ráp máy đục GSH-11E. Chúc các bạn thành công. Các bạn có thể tham khảo các bước thực hiện bên phải màn hình.